xin chào mấy anh, mấy chị, cô dì, chú bác nha. Em xin tự giới thiệu, em là cô chủ của tiệm vàng Kim Thành Thảo và em xin mến chúc mấy anh, mấy chị một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Em xin chào ạ. Dạ, ngày hôm nay thì em sẽ lên một cái video này giới thiệu những cái vàng 24K. Họ gọi là 24K nhưng mà đó là đo phổ là 980 để trao tay cho những anh, những chị, cô dì, chú bác có con em mình sắp đến ngày cưới rồi. Bây giờ là tới mùa cưới rồi đó mấy anh mấy chị. Thì hãy nhanh cái chân, nhanh cái tay đến tiệm vàng của em ha. Địa chỉ của em là ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ha. Tư liệu hôm nay thì là em sẽ giảm 10% cho tiền công ha. 10% tiền công áp dụng từ ngày đây đến hết ngày 18, hết ngày 18 của tháng 11 năm 2023 ha. Thì em mời các anh, các chị, cô dì, chú bác hãy đến tiệm vàng của em ha. Thì bây giờ em sẽ là quay những cận cảnh những cái sản phẩm đẹp để cho mấy anh mấy chị chiêm ngưỡng nha. Dạ em đây. Em hồ biến là bay vô trong này đứng liền. Đây em đây, bên này. Đó, mà mấy chị thấy cái tủ của em hoành tráng không? Chuyên về 24K nữ trang nha. Đó, tất cả. Bây giờ thì em sẽ quay khái quát ha. Sau lát nữa thì là em sẽ quay cận cảnh nha. Đây, đây là bông tai. Đó, rất là xinh luôn. Để cái tay dài nhúng nó có tật luôn anh mấy chị. Nó đeo vàng riết nó có tật cái tay luôn thôi hà. Đó, xinh ha. Rồi, những anh chị nào, cô dì chú bác nào có con em mình mà muốn sắm vàng là tới tiệm vàng của em nha. Rồi bây giờ là em sẽ giới thiệu những cái sản phẩm em đeo trên tay ha. Để chị quay sát cho chị xíu nha. Đây như cái nhẫn này, nhẫn hoa này là trọng lượng của nó là cỡ khoảng 2,5 kg nha anh mấy chị. 2,5 kg ha. Đó, chụp lại màn hình giúp em nha. Để vậy đi ha. Rồi chụp lại màn hình giúp em nha. 2,5 kg giảm 10%. À, vàng 980 ha. Rồi cái đây là cái sợi dây cô dê. Đây nó là nguyên một bộ để cho mấy anh chị đại gia ha cưới nhau. Cái dây này là 10 lượng nha anh mấy chị, 9 lượng mấy gần 10 lượng. Full họa tiết rất là đẹp và sắc sảo. Đây là thiết kế riêng cho Kim Thành Thảo. Ở cái quận Tân Phú này không có sợi thứ hai, chỉ có một mình Kim Thành Thảo mới có cái sợi dây như thế này thôi. Hoành tráng và rất là đẹp. Rồi đi đôi với nó là một cái tấm lắc này là cỡ khoảng là 1,7 lượng. Tấm lắc này là 1,7 lượng nha mấy chị. Đó, để dạy mấy chị chụp lại màn hình giúp em nha. Lắc này là 1,7 lượng. Mấy chị chụp xong rồi bung màn hình ra là thấy rất là rõ nét luôn ha. Hoa tiết tấu của nó là chính giữa là hộp màu đỏ. Là màu đỏ là đem tới là song hỷ luôn á anh mấy chị. Nó đem tới tiền tài và danh lợi cho anh mấy chị luôn nha. Rồi sau đó là cái nhẫn này là nhẫn đúc luôn 3D. Nó là 1 lượng, nhẫn hoa 1 lượng ha. Rồi cái dòng này là nhẫn là cái dòng này là con phụng nè, con rồng và con phụng, rồng phụng cho nam cho nữ là đều đeo được hết. Cái dòng này là rồng phụng ha. Trọng lượng của dòng này là cỡ khoảng là 1,4 lượng, là gần 1,5 lượng. Thì em vẫn là giảm 10% tiền công ha. Rồi đôi bông em đang đeo là nó là cỡ khoảng là 1 chỉ luôn ha. Bông cưới nha mấy chị nha. Đó, rất là xinh luôn. Chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi, tất cả những sản phẩm em đang đeo trên người giảm 10%. Áp dụng từ hết ngày hôm nay. Ngày hôm nay cho đến là hết ngày 18 của tháng 11 năm 2023 mấy anh mấy chị ha. Rồi bây giờ là em sẽ giới thiệu những cái sản phẩm về dây ha. Dây này là vàng 24K. Em đi sâu sát vô luôn mấy chị, không cần quay cái hình của chị đâu, em đi sát vô. Đây cái này là cái dây bự nhất của nó là 1 ký vàng đó mấy anh mấy chị, 26 lượng. Dây này là 1 ký. Ống là ống kim tiền luôn, ống vàng, ống con rồng nó quấn luôn, rất là xinh. 1 ký thì cả khoảng 26 lượng, 6 chỉ mấy đó nha mấy chị. Đây là 1 ký vàng. Còn cái này là 3 cái sợi dây em đang cầm trên tay. Dây này là 15 lượng. Cái dây này là 15 lượng, chụp lại màn hình giúp em nha, 15 lượng. Rồi, tiếp tục cái dây này là dây này là 10 lượng. Dây này là 10 lượng, chụp màn hình giúp em nha. Rồi, tiếp tục còn dây nhỏ nhất ở trong là em về một tẩy luôn. Dây này cũng là 10 lượng, là hai cái 10 lượng nhưng mà đều là sát lớn và sát nhỏ nha mấy chị. Sát to và sát nhỏ vẫn là 10 lượng luôn ha.
rồi chụp lại màn hình giúp em. Những sản phẩm em cầm trên tay và em review thì là được giảm 10% tiền công áp dụng từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 18 của tháng 11 năm 2023. Rồi, bây giờ tiếp tục, bé Chi dí cái màn hình xuống dưới cái mâm luôn ha. Rồi, bắt đầu tiếp tục ha. Bé Chi, em sẽ quay trực tiếp giùm chị như cái dây này, quay sát cận cảnh luôn ha. Đây là dây này là 10 lượng, dây chỉ công Hồng Kông, ống kim tiền nó mang cho chị 10 lượng nha. Rồi tiếp tục là dây khoan lạc. Dây khoan lạc này cũng 10 lượng luôn, chụp lại màn hình giúp em hai sợi dây này, em giảm 10% tiền công cho mấy anh mấy chị nha. Nam nữ đeo cũng được. Thì những cái mặt hàng 24K980 này em sẽ có tất cả mặt các mặt dây chuyền để cho mấy anh mấy chị xỏ vào để đeo ha. Đây là nó từ là 1 lượng dây lên đến tới 10 lượng. Rồi có mấy cái bự này thì là 1 kg vàng, nó nhiều quá em không có chỗ trưng bày, em đổ đóng luôn mấy anh chị. Đó, dây mà em chắc đóng đóng giống vậy luôn. Đây là những cái sản phẩm nhỏ nhỏ. À, rất là xinh luôn. Rồi sau đây là cái tấm lắc hoa ha, để em lấy lên vài cái tấm lắc hoa. Em sẽ giới thiệu cho anh mấy chị nha. Đây, cái lắc hoa này thì là 5 lượng nè, rất là xinh. Cái này là 5 lượng ha, chụp lại màn hình giúp em nha. Lắc này 5 lượng nè. Rồi, lắc này là 4 lượng nè. 4 lượng nè, cái lắc này rất là xinh luôn. Lắc này là 5 lượng luôn. Đó, rất là đẹp. Đây, 5 lượng mà anh mấy chị. Đẹp cực kỳ luôn. Hãy đến tiệm vàng Kim Thành Thảo của em ha. Địa chỉ của em là ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha mấy anh mấy chị ha. Tiệm em có chỗ để xe hơi luôn. Anh chị nào mà ở xa có xe hơi, taxi xe hơi gì thì là cứ đến tiệm em để được có khoảng 4 chiếc xe hơi đó. Đây, rất là xinh. Cái này là lắc bản, nó trọng lượng nó là 3 lượng rưỡi, chụp lại màn hình giúp em để được giảm 10% tiền công áp dụng hết ngày nay cho đến là hết ngày 18 của tháng 11 năm 2023 ha. Rồi em qua nha. Cái này là lắc nam, lắc nữ gì đều cũng được hết luôn nè mấy anh mấy chị ơi. 3 lượng 6, một cái là 3 lượng 6, một cái là 3 lượng, một cái là 1 lượng 6. Đây, xịn sò, xinh, đẹp, xỉu luôn, cưng lắm. Quấn hết tất cả các hình con rồng luôn ha. Đó, đẹp không? Rồi thì cái này là mấy anh mấy chị chụp lại màn hình vẫn áp dụng giảm. Trời ơi, nó nặng luôn, nó rất là tụt xuống luôn mấy anh mấy chị. Giảm 10% nha mấy anh mấy chị ha. Chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi em xuống nha. Rồi những cái lắc nhỏ nhỏ này thì cỡ khoảng là 1 lượng cũng có luôn. Wow, 1 lượng nè, 1 lượng 6, lượng 7. Đây, lượng 6, lượng 7. Một cái nhỏ đây là một cái này là 1 lượng nè. Rồi cái này là lượng 6, lượng 7 luôn nha. Đó, chụp lại màn hình ha. Rồi những anh chị ở xa, ở gần mà nếu mà ở gần thì chạy ra tiệm, mà nếu mà ở xa thì chụp lại màn hình gửi qua tin nhắn để nhân viên em sẽ có một bạn trực máy và đưa cho dì mấy cái dòng con heo này nè. Con heo này là để cho bé Chi nó quay sát trực tiếp luôn đi dì nói thôi. Rồi chứ em quay cận cảnh luôn. Chụp màn hình đến gửi đến tiệm của em những anh chị ở nước ngoài, ở Việt Nam. Mà nếu mà muốn mà có những sản phẩm đẹp mà hôm nay em review lên thì chụp lại màn hình gửi qua tin nhắn để cho mấy em mấy bạn sẽ tư vấn trực tiếp cho mấy anh mấy chị luôn những sản phẩm đẹp nha. Đây, rất là xinh. Con heo dàn 10 nha. Dàn này 980 thì biểu tượng cho là con đàn châu đóng ha. Đây, những cặp viên ương nào mà sắp cưới thì sẽ tới tiệm vàng Kim Thành Thảo của em sẽ sở hữu những sản phẩm đẹp nha. Đó. Đủ ni, đủ size luôn, cỡ nào cũng có hết luôn nha anh mấy chị. Rồi tiếp tục thì là mấy cái dòng kim tiền. Đây, dòng kim tiền, bé quay lên này đi bé, không quay em đâu. Em bóc lên giùm cho chị Thảo cái dòng ngoài kia nữa. Thì bé Chi nó không có rung tay. Rồi, ok. Rồi, em cho mượn mấy bàn tay của em luôn, giống như chị đưa vô luôn. Đây là dòng kim tiền em về rất là nhiều. Đây là đặt riêng cho Kim Thành Thảo với những cái tiệm vàng mà nho nhỏ là không bao giờ có đâu. Em vẫn tự tin điều đó mà các tiệm vàng mà có coi em view lên như vậy đừng có ghét em nha. Tại vì buôn bán là phải nói như vậy. Và đó là sự thật. Sự thật là em đã có thật. Đây, vàng kim tiền thì cái dòng bự nhất của nó là cỡ khoảng 1 lượng 6, mà nhảy nhất của nó là cỡ khoảng là 5 chỉ nha, 5 đến 6 chỉ. Thì mấy anh chị chụp lại màn hình còn nó mấy cái dòng dưới đó luôn, con lượm lên luôn đi con. Đó, rồi từ 5 chỉ trở lên tới là 2 lượng nha mấy chị. Có đủ ni, đủ size luôn. Thì những anh chị nào mà chụp được cái sản phẩm này, màn hình này, gửi đến tiệm vàng của em hoặc mang đến tiệm em sẽ được giảm 10% tiền công. Áp dụng từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 18 của tháng 11 năm 2023 ha. Rồi, em qua mẫu nha. Rồi con, lượm cái này.
Em có ba cái dòng, ba cái dòng con làm nhanh tay cũng lượm này chứ gì. Rồi. Rồi cái này là dòng con rồng. Em về là ba cái dòng rồng phụng. Đây rất là xinh luôn. Em anh chị, một cái tay em đang đeo và một cái hai cái dòng em đang cầm trên tay. Em anh chị thấy không? Cái này là nam nữ là đều đeo được hết luôn nha. À, rất là xinh. Thì một cái dòng này mấy anh chị nhìn nó bự hoành tráng vậy chứ nó có khoảng là một lượng trở lên, một lượng rưỡi trở xuống thôi. Đó, rất là xinh luôn. Em cảm ơn anh chị chụp lại màn hình giúp em. Bắt đầu là em sẽ quay cận cảnh luôn cho mấy anh mấy chị để nhìn dễ thấy luôn nha. Rồi bây giờ là em sẽ để cái này xuống chị, em chị, sẽ chị cầm đây, rồi từ từ chờ chị Thảo xíu. À, mẹ chào mẹ, chào con. Đây, cái đây là cái hình con rồng, anh chị nhìn thấy nè. Đây đó, đây là cái đầu con rồng, nó cuộn mây, nó cởi mây luôn đó. Đây là phúc lộc thọ ha. Rồi chữ hoa ha, đây là con phụng luôn, nó biểu tượng cho cái sự giàu sang phú quý thịnh vượng nha mấy anh mấy chị. Đó, cái dòng như vậy mà chỉ có là một lượng trở lên, một lượng rưỡi trở xuống thôi. Đó, hai bên viền của nó là chảy hoa văn hết luôn, nam nữ là đều đeo được hết. Chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi em để lại nè, 1 2 3 bật bật bật. Rồi xong thì bây giờ là theo như lời yêu cầu của Chi Mập. Chị Mập nói là chị ơi, bây giờ chị đeo đồ cưới đẹp quá, bây giờ chị có thể là quay cận cảnh sát cái mẫu cưới để cho những anh những chị đây, mấy anh chị nhìn thấy không, xinh không? Những con em chúng ta, đại gia và đại gia ơi, cái kiền cổ, cái này là cái sợi dây chuyền thôi, nó trọng lượng của nó là có khoảng là 10 lượng nha. Hoa văn họa tiết là em vẽ từng đường kim muối chỉ luôn. Cái sợi dây này là chỉ có mặt ở tiệm vàng Kim Thành Thảo. Địa chỉ của em là ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây đi song hành của nó là một cái tấm lắc. Tấm lắc là một lượng 76, là gần 2 lượng. Tấm lắc đây đi nguyên một bộ của nó luôn nha anh mấy chị. À, xinh không? Tấm lắc này cũng rất là đẹp luôn. À, đó, nhìn thấy chưa? Ni tay lớn nhỏ là đều được hết. Từ ni tay 48 cho đến ni tay 60 là em vẫn làm được ni hết luôn nha. Đó, những anh chị nào mà sắp tới mùa cưới rồi, muốn khoe hương khoe sắc cùng chúng bạn, thì hãy đến tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Rồi đây là cái nhẫn hoa, em quay cận cảnh luôn. Nhẫn hoa này là cỡ khoảng 2.4-2.5 thôi, rất là xinh luôn. Rồi đôi bông này thì cỡ khoảng là 1 chỉ. Đó mấy chị nhìn thấy không, rất là xinh. Thì nhân đây em cũng có nói luôn, thì những anh chị nào mà kinh tế mà hơi eo hẹp một chút xíu mà muốn mà cưới vợ cưới dâu về cho mình, thì tiệm em có đầy đủ mọi thứ. Như cái kiền cổ là chỉ có 2 chỉ vàng thôi ha. Đó, Bé Chi sẵn tiện quay luôn một cái view này cho nó xinh cho mấy anh chị luôn, xây sơ lược qua rất là đẹp để em sát cận cảnh cho chị luôn. Thì em nói qua sơ lược thì cỡ khoảng là cái kiền cổ là 2 chỉ nè, cái vòng tay là 1 chỉ nha, rồi cái đôi bông 5 con ha là bao nhiêu, 3.5 chỉ, mà 3.5 chỉ mà là được là một bộ đồ cưới rất là xịn sò và hoành tráng luôn. Xuống luôn chị, cái kiền đó chị giới thiệu cho khách luôn đi, xem mấy chỉ rồi đó. Đây, rất là xinh luôn, đó là kiền ha. Kiền này là cỡ khoảng là 5 chỉ, kiền 5 chỉ nhưng mà tiệm em có luôn 2 chỉ luôn nha. Rất là xinh, đẹp lắm, nó mập mạp, múp máp, cưng lắm đó anh chị ơi, đẹp cực kỳ luôn. À, xin ơi là xin mùa cưới rồi nha, em cũng mời mấy anh mấy chị đến tiệm của em ha. Đây, mấy anh chị nhìn nè, cái kiền mà rồng phụng nè, xinh không? Đây, nó là nó có một cái dây tân đơ ở chỗ này. À, rồi nó có con phụng, con rồng luôn. Thì anh chị nhìn đi, nó chỉ có 6 chỉ 3 thôi mà cái dòng nó đẹp như thế này. Chụp lại màn hình giúp em, chụp lại màn hình giúp em được giảm 10% mùa cưới. 10% mùa cưới hãy đến tiệm vàng Kim Thành Thảo của em để sở hữu những sản phẩm độc đẹp và lạ gì cho con em chúng mình nha. Tiệm của em là xuất phát là vạch xuất phát là về con số 0 đó, mà bây giờ là tiệm em ăn nên làm ra và có tiếng tăm ở ngoài xã hội luôn đó mấy anh mấy chị. Cho nên là mấy anh chị lấy cái hương, cái hoa, cái lọc lá của tiệm vàng của em ha, để em sẽ xe tiệm vàng Kim Thành Thảo của em sẽ xe duyên cho thế hệ sau ha. Con đàn châu đóng ha, rồi làm ăn phát tài phát lộc nha mấy anh mấy chị nha. Rồi thì cuối cái buổi video này thì em cũng xin chúc mấy anh mấy chị, cô dì chú bác, nhà nhà và người người và nhà nhà được ấm áp ha, hạnh phúc nha, rồi mãi mãi là ăn nên làm ra và thịnh vượng nha mấy anh mấy chị nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại ạ.